Trời quá mệt rồi bay ơi. Tao nói nghe mấy ngày nay là ăn 7-8kg sầu riêng, hồi tối là ho sủa như con chó luôn, ngủ không được. Thấy ở trong siêu thị người ta bán cái gì sữa chua sầu riêng nhưng mà ăn nghe giả giả sao á. Kiểu là không phải đồ tươi đó, kiểu vậy đó. Dở cái tủ lạnh ra một cái. Ôi trời ơi, cái tủ lạnh đó. Ồ, trời ơi, coi nè nó hấp dẫn, má ơi nó thơm. Và một hũ sữa chua. Có ai mua sầu riêng mà mua gần 15kg không? Cỡ đó, ăn là sao mà không sủa được. Sữa chua này là sữa chua ít đường nha mọi người. Danh nghĩ sầu riêng nó rất là ngọt rồi, mình ăn sữa chua ít đường thôi. Trời ơi, coi cái muối sầu riêng này nó muốn bự bằng nửa cái mặt tôi luôn mà biết cỡ nào đó. Vẫn ngon. Ê mà cái này có phải mình nên xay, đem lên xay không ta? Thấy chưa đủ danh mới bỏ thêm một muối sầu riêng nữa cũng rất là thơm. Đây sẽ là sữa chua sầu riêng mà chất lượng nhất. Ê ngon nha. Xuất sắc luôn á. Bây giờ Giang sẽ đem bỏ vô tủ lạnh ngăn đông, đậy luôn cái nắp lại cho nó vệ sinh. Trong thời gian đợi kem nó đông á thì Giang có đặt đồ ăn, bây giờ đi lấy nè. Trời ơi, tôi ngán nhất cái khâu mà xuống lấy đồ. Nhìn thấy hai bạn giao hàng này tình cảm ghê luôn á, chắc là sinh viên. Hay làm tôi cũng có chút ganh tị, cũng muốn có một cái tình yêu mà nó đơn giản ngọt ngào như vậy. Mà tức cái hồi đó chơi toàn con trai, nó toàn dẫn đi chơi game, đi đánh bài, nhậu nhẹt thôi, là không có người yêu được với tụi nó luôn. Mà thiệt ra là cũng phải cua, phải cua là dính rồi. Nhắc tới là tức hả? Rồi hồi tối đâu có canh nổi đâu, bây giờ là sáng hôm sau nè. Giang mới thức nè. Thơm mà nó cứng lắm nha. Khúc này vừa nại mà vừa ê găng á. Cứng gì mà cứng dữ. Chắc gãy cây muỗng quá. Cái mặt này là cái mặt hoang mang, đúng thật sự hoang mang luôn. Sao lúc mà nó chưa đông mà ăn thì nghe ngon nha, còn bây giờ ăn sao nghe kỳ kỳ ta. Kiểu là sầu riêng đáng lẽ phải ngọt nhưng bây giờ sầu riêng nó chua, cái mình cảm giác như nó như ăn sầu riêng thiêu vậy. Ó kỳ quá à. Rồi còn nhiêu đây nè, giờ ai có ý kiến gì hay thì comment cho Jen biết nha, tôi làm liền á.